Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series Robot Fighter Z cùng mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái kèo của bạn Minh Nghĩa Nguyễn, đó chính là Vegeta Blue và Trunks đánh với Beerus, Hit và Frieza. Ok, thì mình cũng hiểu là nếu mà cho Trunks đánh bại Frieza thì chúng ta sẽ có cutscene. Thì bây giờ thì mình sẽ thực hiện yêu cầu của bạn nhé. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chọn cái địa điểm nào nhỉ? Địa điểm nào ta? Rocky Field thì phải. Ok, mình cứ thử đánh Rocky Field Noon đi. Nếu mà không phải thì mình sẽ chọn Rocky Field Evening. Hy vọng là cái này là đúng là cutscene của ấy. Đúng là cutscene của Trunks đánh với Frieza. Ngô vãi. Bị rớt. Let's go. Bình tĩnh nào, Beerus. Beerus này. Láo này. Ây ạ. Láo này. Láo này, Beerus này. Vegeta Blue. Galigo. Ây à. Đi rớt này. Nào, chúng ta sẽ đến với Hit. Ây à. Galigo. Ây à. Lão này. Big Bang Attack. Ây 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 ây. Đi đâu. Ây à. Oh shit. Ok. Chơi đó. Ôi. Chơi nó. Bấm. Ôi trời. Này, Big Bang Attack này. Bây giờ đến Trunks. Final Flash. Đến lên. Trời. Vớ vào vật. Biu. Rồi bình tĩnh nào. Cắt xin. Xuôi. Đã cắt xin luôn. Frieza. Quá hay luôn. Tiêu diệt luôn Frieza rồi. Quá tuyệt vời luôn. Yeah. Goku không phải là người duy nhất lên được Super Saiyan. Và đã có một trận chiến khác ở đây. Quá ngầu luôn. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đánh lại nhá. Beerus này. Mình sẽ đánh với Ok. Ta lên đường nào.
Đây rồi. Virus giáng lâm. À, nó bảo là có một người Super Saiyan nữa ở đây chứ không phải là một trận chiến nữa ở đây. Mình dịch nhầm đấy. Hello. Úi giời, úi giời, úi giời ơi. Đau chưa, úi giời ơi. Úi giời. Nó láo nhỉ anh em nhỉ. Đánh thằng người giật này. Ăn đủ. Mẹ khỏe vãi. Ai. Mày cứ thế đi con lợn. Hello. Tao với tao nè. Thôi nhé. Búng này. Thằng Black thì nó hủy diệt. Còn này thì búng. Xin chào Vegeta. Ai. Không phải vậy. Oh shit. Ghê vãi. Bố mẹ nó đang đánh thật đấy, đùa đấy. Láo này. Lão Vegeta này. Tạm biệt Vegeta nhá. Thôi nhé. Úi dồi ôi. Ê. Xin chào. Ta đây nè. Ok vậy ta. Mình thử với Nova Beam nè. Ôi trời ơi. Ôi, tao không đùa mày đấy đâu con ơi. Đi ở chỗ khác. Đó, ôi. Ba trưởng mới được anh em ạ. Ba trưởng mới được Nova Beam. Thế nào mình, từ nãy giờ mình không làm được. Không có lợn này. Mày trêu tao à? Here. Tạm biệt nha. Con chim. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ làm một trận nữa đi. Ok. Mình rất thích đánh Yamcha. Trời ơi. Ok. Lại Yamcha luôn. Tuyệt vời.
Rồi. Ghê chưa anh em thấy không? Đám cháu rất là ghê luôn. Ấy, xin lỗi mà, gì căng vậy? Ôi à. Mẹ thật à? Ui rồi, nó kém cô kìa. Ê, gần chết mẹ luôn. Dokidon tạm biệt nha. Dokidon thôi đi rồi, mẹ nó khỏe vãi cứt. Không sao. Ô, gì vậy? Gì vậy? Ôi, lão lè. Rồi, Fize. Ây à. Mày thích cười tao không? Con kia. Trời ơi. Fize này. Ôi, trời ơi. Nào ra đây, tiếp tục nào. Ok vậy. Ai à. Nó dám là mình đấm trượt cái anh em này. À, đấm đâu. Hay quá nhờ. Chết đi Fize. À, Barok với cả Broly ra cùng lúc nhưng mà mình thích Barok hơn. Piccolo. Mẹ kì vậy. Úi dồi ôi. Ghê thật. Tao nhớ hơn mày à? Ê giời, bay vào đây! Bay vào đây! Ok! Rồi ok! Thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới những kèo anh em thích và đăng ký kênh Yo Game Action nhé. Và xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.